Vâng, em xin chào cô bác và anh chị đã quay lại kênh đất vườn âm đồng của em nhé. Hôm nay em xin được giới thiệu tới cô bác và anh chị một lô đất rất là đẹp luôn, thuộc xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Mặt tiền bê tông là ngang là được 32m mà chạy sâu của mảnh đất mình là 150m. Trên đất là hiện đang có trồng bắp là cây ngô đấy các bác nhé. Và có một căn nhà cấp 4 hiện đang ở tạm thôi, các bác chỉ cần sửa sang lại là ở được thôi. Và trên đất mình đây thì có một cái ao rất là nhiều nước luôn và rất là sạch, sạch hơn những cái ao bên cạnh các bác nhé. Đó thì em có vẽ đây thì các bác sẽ hình dung ra đất của mình khá là vuông và nở hậu. Con đường trước đất của mình đây là đường bê tông, đi thông qua các xã lân cận luôn. Xã Hoài Đức, xã Niên Hà. Chung quanh thì dân cư ở khá là đông rồi các bác. Rất là đông luôn. Thì giá cho lô đất của mình đây là 100 triệu một mét ngang, chạy sâu 150m các nhá. 32m thì là 3 tỷ 2 các nhá. Các bác thích lô này thì liên hệ qua cho em số điện thoại 0379 590 939. Em dẫn vào gặp làm việc trực tiếp với chủ đất luôn. Trên đất mình thì điện đóm đầy đủ, điện nước đầy đủ luôn. Và từ đây ra tới chợ ở đây thì chỉ khoảng vài trăm mét thôi. Chợ Tân Hà, chợ chính, chợ lớn luôn các bác nhé. Trung tâm trường chợ chỉ khoảng vài trăm mét. Xung quanh mình đây thì giá dao động từ 120 cho đến 150 triệu trên 1 mét rồi. Lô đất của mình đây thì vẫn đang còn cái giá rất là tốt. Có thể đầu tư hoặc mình ở lâu dài. Đất của mình đây thì chỉ là triền nhẹ thôi, chứ nó không có dốc các nhá. Rất là đẹp luôn. Khu vực chỗ em đây thì làm nhà kính, nhà lưới khá là nhiều. Xung quanh thì dân cư ở rất là đông. Phía con đường ngoài này là đường liên tỉnh thôi nhá, DT725. Chạy ra ngoài này thì chỉ có vài trăm mét. Đó, đường liên tỉnh DT725, đường nhựa. Chạy thẳng vào xã Hoài Đức thì chỉ hơn một cây số, và chạy vào thẳng xã Tân Thanh thì khoảng 4 đến 5 cây. Nằm trên trục đường DT725 luôn. Thì lô đất của mình đây là ở ngay đằng sau một nhà thờ lán tranh các nhá. Nhà thờ này thì em đã từng quay lên cho các bác cùng xem rồi, và một bến xe Anh Tuyên. Do dịch nên là xe đậu ở nhà không có lưu thông được. Bến xe này thì chạy thẳng xuống Sài Gòn, quận Vò Gấp và Tân Bình. Khu vực Sài Gòn thì gọi chỗ nào là nó đón tận nơi luôn. Đó, mà từ nhà em mà chạy ra tới xã Tân Hà này chỉ khoảng hơn 2 cây thôi. Xuống tới Tân Hà thì alo cái là em chạy ra em đón tận nơi luôn. Các bác quan tâm đến lô này thì liên hệ qua cho em nhé. Xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Giá là 3 tỷ 2. Gặp chủ đất thì thương lượng trực tiếp luôn. Thì các bác cho em xin một nút đăng ký kênh và một nút like để theo dõi video của em mỗi ngày nhé. Em cảm ơn các bác đã theo dõi.